Xin chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Tiếp diễn đà tăng của phiên ngày hôm qua thì kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường tiếp tục đóng cửa ở mức giá xanh điểm, cụ thể là tăng 15 điểm và cái mặt thanh khoản nó có sự cải thiện hơn. Thì ở những cái phiên trước á, cái thanh khoản anh chị mình thấy nó rất là bé ha, tầm 10.000 tỷ à, 11 hoặc 12 là cùng, đúng không? Thì hôm nay nó đạt ở cái ngưỡng là 14.000 tỷ. Đó, mặc dù là cái thanh khoản này so với giai đoạn đầu năm nó vẫn còn khá là thấp. Tuy nhiên là trong bối cảnh hiện tại đây là một cái điểm sáng của thị trường rồi. Đấy. Và phiên giao dịch ngày hôm nay nè, anh chị mình thấy là dòng tiền nó có sự chủ động luân chuyển sang cái nhóm ngân hàng. Đồng loạt các mã cổ phiếu ngành ngân hàng đều tăng điểm khá là tốt. Kèm theo đó là hôm nay có yếu tố neo giữ trụ nữa anh chị ha. Đó. Và ngược lại, cái yếu tố xanh điểm của dòng ngân hàng thì các dòng cổ phiếu mid cap nó có yếu tố chỉnh nhẹ một chút. Đấy, vậy thì tổng quan của cái phiên giao dịch ngày hôm nay là nó có sự phân hóa. À, vậy thì mục đích của cái sự dịch chuyển dòng tiền ngày hôm nay nó mang cái ý nghĩa như thế nào? Liệu là cái phiên ngày hôm nay có phải là một phiên xác nhận tạo đáy của thị trường hay không? Nó có đáp ứng cái điều kiện cần và đủ mà video ngày hôm qua, đây cái video này, em có đề cập với anh chị mình để mà chúng ta có thể tham gia giải ngân cổ phiếu được hay chưa? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau đi bóc tách các vấn đề này anh chị ha. Dạ rồi, cũng xin chào mừng tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán cho Phản Stop. Trước khi đi vào buổi video phân tích ngày hôm nay, anh chị mình đừng quên ủng hộ em bằng cách là anh chị nhấn nút đăng ký kênh ha. Và nếu anh chị có những cái thắc mắc về cổ phiếu thì anh chị có thể bình luận trực tiếp phía dưới video này. Cụ thể là chúng ta đưa ra cái mã cổ phiếu này, điểm mua, chiều bán, chiều nắm giữ hoặc là chiều mua chiều bán để mà em có thể hỗ trợ tư vấn được tốt nhất. Còn nếu những anh chị mình muốn tham khảo cái nhận định trong room khách hàng ngay tại phiên giao dịch á, thì anh chị có thể tham gia room cộng đồng bằng cách là anh chị quét cái mã QR bên khóc cái góc màn hình bên trái này nhé. Dạ rồi, quay trở lại với VN Index thì sau khi thị trường ngày hôm qua nó vượt được cái vùng tâm lý kháng cự 1.200 thì bắt đầu là có cái lực cầu nó vào tốt hơn, có những cái sự chủ động hơn chứ không phải là kéo trụ xanh điểm như các phiên trước. Đấy. Và đặc biệt hơn nữa là cái phiên ngày hôm nay là phiên hàng T cộng 3 của cái nhịp bắt đáy này về nè. Cụ thể là ngày 23 tháng 6. Và anh chị mình nhìn cái cách phản ứng của VN Index, nó cho cái tín hiệu khá là tích cực, đúng không? Vậy thì xu hướng tiếp theo của VN Index nó như thế nào? Thì em đánh giá là có khả năng thị trường của chúng ta nó sẽ tiến về những cái vùng kháng cự tiếp theo, mà cụ thể là cái vùng 1.240 này nè anh chị. Đó, và cái vấn đề này thì em cũng đã có đề cập với anh chị mình rồi, đúng không? Tương ứng cái vùng 1.240 nó sẽ tương ứng với cái việc là VN Index nó có khả năng hồi phục chạm về cái đường EMA 20 này. Đó, trường hợp mà thị trường nó tăng đến cái vùng 1.240 thì tính từ cái vùng giá thấp nhất là vùng 1.160 nè. Đó, tới vùng 1.240 thì thị trường nó tăng đâu đó khoảng 80 điểm ha. Thì đây cũng là một cái biên độ tăng điểm tương đối nhiều trong ngắn hạn và đồng nghĩa với việc là nó hoàn toàn có khả năng gặp cái áp lực rung lắc nhất định. Đấy. Vì vậy là anh chị nào chúng ta muốn giải ngân trong cái giai đoạn này thì mình cũng lưu ý một chút về cái xu hướng của thị trường ha. Đó. Và quay trở về với cái yếu tố thanh khoản của cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thì có phải đây là một cái phiên bùng nổ dòng tiền xác nhận tạo đáy của VN Index chưa? Tạo đáy 2 của VN chưa? Thì xin trả lời với anh chị mình là chưa anh chị ha. Đó, đúng là hôm nay cái dòng tiền nó có sự dịch chuyển sang dòng ngân hàng rất là tích cực, nhưng nó chưa đủ để mà đáp ứng về cái tiêu chí bùng nổ, vì nó cần phải có những cái sự đồng thuận từ những cái nhóm ngành khác nữa, chẳng hạn như là dòng chứng khoán, thép, bất động sản, dầu khí, vân vân. Đó, thì nó mới có thể đáp ứng cái tiêu chí xác nhận đáy 2. Anh chị lưu ý vấn đề này nha. Đấy, điều này á, thì đồng nghĩa với việc là thị trường nếu mà chưa có tạo đáy thành công thì nó cũng có khả năng gì? Quay đầu về lại những cái vùng giá thấp để mà nó kiểm tra thêm, đúng không? Đó, thì ở trong cái giai đoạn này nè, VN của chúng ta nó có khả năng, một là nó là gì anh chị? Nó sẽ có những cái nhịp túc tắc tiến về những cái vùng kháng cự tiếp theo.
Hai nữa, nếu mà không có những cái sự đồng thuận hoặc là đâu đó gặp một số cái yếu tố tin tức hoặc là vấn đề Dow Jones giảm điểm đi đó, thì đâu đó VN của chúng ta vẫn có khả năng gặp áp lực rung lắc nhất định, đúng không? Và em đánh giá là cái biên độ rung lắc của VN nó cũng sẽ không quá sâu đâu, đâu đó cộng trừ 20 điểm thôi đó, thì tương ứng với cái vùng kiểm tra của VN nó sẽ là vùng 1200 nè. Đấy, thì anh chị mình lưu ý là có khả năng thị trường một là nó sẽ túc tắc tiến về những cái vùng EMA20. Em xin lỗi, tiến về những cái vùng kháng cự gần nhất là vùng 1240. Hai là nó sẽ tạo biên kiểm tra quanh cái vùng 1200 đến vùng 1220 này. Đấy, thì đó là cái kịch bản xu hướng tiếp theo của VN Index, anh chị mình lưu ý ha. Mặc dù là hôm nay thị trường không có sự đồng thuận về các dòng cổ phiếu, nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận là dòng tiền hôm nay tập trung chủ yếu ở dòng ngân hàng, thì làm cho sự tin cậy của thị trường được tăng lên một cách đáng kể ha. Nếu anh chị thuộc hệ thống khách hàng sẽ hiểu tại sao dòng ngân hàng hôm nay nó được gọi tên đó, thì em cũng đưa cái nhận định vào cuối tuần cho anh chị mình tham khảo. Ở cuối tuần thì mình không có lên video được, nhưng mà cũng gửi một cái nhận định ngắn trong room khách hàng để mà khách hàng có thể cập nhật cái xu hướng. Thì anh chị thấy là ngày 26 tháng 6, tức là chủ nhật tuần trước, thì em có cập nhật vận động dòng ngân hàng là gì? Đa phần đều có chiết khấu từ 2x đến 3x% từ đỉnh. Dòng này trước đó chưa có giai đoạn chảy nước rút như dòng chứng khoán hoặc bất động sản, nên quá trình điều chỉnh với biên độ này là phù hợp để cổ phiếu bắt đầu tạo biên tích lũy và hồi phục. Về cổ phiếu xu hướng đẹp nhất KCB, ngoài ra có STB và Techcombank đang tạo form mẫu hình hai đáy. Trường hợp cổ phiếu có xác nhận đảo chiều ngắn hạn thì sẽ lan tỏa hiệu ứng tích cực cho các cổ phiếu còn lại. Đó, thì hôm nay là cái dòng này nó cũng đáp ứng được cái tiêu chí này rồi ha. Còn nếu anh chị nào không thuộc hệ thống khách hàng nhưng mà mình có theo dõi lại cái video ngày hôm qua, cái video em có đề cập đó là cái gì? Trường hợp nếu mà thị trường muốn kích cầu tham gia thì dòng tiền phải tập trung kéo cái dòng chính, đó là cái dòng ngân hàng, đúng không? Bởi vì là nó mới tạo ra được cái hiệu ứng tích cực. Đấy, dòng ngân hàng là một trong những cái dòng nó chiếm cái thanh khoản lớn trong thị trường, có thể xem được gọi là cái dòng xương sống luôn á anh chị. Đấy, và bản thân em thì cũng kỳ vọng sự trở lại của dòng này trong cái thời gian tới chứ không phải là không. Thì tại room hệ thống khách hàng, dòng ngân hàng cũng là dòng em định hướng đi chiến lược dài, đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn tiếp tục nắm giữ. Đấy, còn trường hợp nếu anh chị nào mà mới theo dõi kênh của em á, thì anh chị có thể theo dõi lại cái video ngày 17 tháng 6 hoặc là 20 tháng 6 này, đúng không? Cái video VN hai thái cực có nên đảo hàng, hoặc là cái video cổ phiếu còn sống nè, tức là cổ phiếu còn dư địa á. Đấy, thì em có nhận định khá cụ thể về cái dòng ngân hàng, về cái dư địa của cổ phiếu ha. Không chỉ hai cái video này đâu, mà trước đó mình cũng đã có chia sẻ rồi. Đấy, về cái chiến lược dài của cổ phiếu, chứ không phải là hôm nay mình thấy cái dòng này tăng điểm rồi mình lên video mình hô hào, là không có anh chị nha. Dạ rồi, quay ngoài cái yếu tố dòng ngân hàng thì hôm nay cũng có hiện tượng thanh khoản đột biến ở một số cái vòng dòng cổ phiếu nhỏ lẻ như là dòng dệt may, chúng ta có TNG này, đúng không? Bùng nổ thanh khoản rất là tốt, hoặc là BVH. Đấy, thì hai cái mã cổ phiếu này tại cái nhận định cuối tuần em cũng có đề cập trong room khách hàng luôn. Đó, thì anh chị thấy nè, TNG nè, BVH nè, trường hợp của TNG thì nó đạt cái điều kiện của mình hơn, thì hôm nay mình cũng cho giải ngân cái cổ phiếu TNG luôn. Đó, anh chị mình có thể đọc qua là tạo form hai đáy khá tốt, đợt chỉnh đúng về đáy trước 26 là được đỡ giá, yếu tố tích cực nên cổ phiếu này anh chị có thể nắm giữ thêm quan sát. Trường hợp cổ phiếu đỡ cung tốt quanh 29-30 và có dòng tiền xác nhận sẽ có điểm mua an toàn. Đấy, thì hôm nay nó đạt về cái yếu tố dòng tiền xác nhận nè, hôm nay mình cũng cho khách hàng giải ngân thăm dò TNG luôn. Đó, trường hợp anh chị nào có hàng thì mình nắm giữ. Xét về xu hướng của TNG thì anh chị thấy là hôm nay mặc dù là thanh khoản nó vào tốt, nhưng mà cái giá đóng cửa của nó nè bị bán ngược về một chút, đúng không? Chứng tỏ cho thấy là cái lượng cung hàng phía trên này còn bị bán ra khá là nhiều. Đó, cầu nó không đỡ hết, thì thành ra trong cái xu hướng sắp tới, em đánh giá cổ phiếu này nó sẽ bắt đầu có những cái nhịp kiểm tra thêm, chứ không phải là nó một mạch nó tăng về thẳng đâu. Đấy, nên là anh chị mình lưu ý ha,
trường hợp mà cổ phiếu nó có những cái nhịp nhún xuống á, thì anh chị mình cũng đừng có quá hoảng loạn. Đó là mục đích rũ bỏ nhỏ lẻ thôi. Ví dụ như trong cái giai đoạn này nè. Đó, anh chị mình thấy là trước đó cổ phiếu nó cũng có một cái nhịp rũ đúng không? Sau đó nó cân bằng hai đáy khá là tích cực nè. Đó, nó bắt đầu cái xu hướng đi lên và sau đó nó xuất hiện một cái nhịp bùng nổ và thanh khoản nè. Đúng không? Ngày 18 tháng 2. Đấy, tuy nhiên là cái cách đóng cửa của cổ phiếu anh chị mình thấy nè, nó không được cao nhất phiên khi mà nó về lại những cái vùng kháng cự, lượng cung còn quá nhiều thì thành ra cổ phiếu nó phải tích lũy thêm một vài phiên nữa kiểm tra nữa, đúng không? Sau đó nó mới tiếp tục cái quá trình đẩy giá. Đấy, thì trong ở thời điểm hiện tại cái form nó cũng tương tự như thế ha, nên là anh chị mình lưu ý. Rồi chúng ta quay sang một số cái mã như BVH. Thì hôm nay là cái cổ phiếu này nè, nó tăng điểm khá là tốt. Tuy nhiên xét về cái điểm mua thì hoàn toàn là không có, anh chị em lưu ý ha. Con này được kéo ba like trong ATC đó. Thì trường hợp cổ phiếu ngày mai nó cứ tiếp tục duy trì cái đà tăng nữa thì anh chị mình cứ để cho cổ phiếu nó tăng điểm thôi, chúng ta cũng không có yếu tố FOMO nha, lưu ý. Bởi vì trên những cái vùng giá 60 của cổ phiếu sẽ là những cái vùng kháng cự mạnh đấy, thì thành ra cổ phiếu này á, cái quá trình đi lên của nó sẽ tương đối là khó khăn, đúng không? Cổ phiếu này nó vẫn đang thuộc cái kênh dưới đó, nó có những cái phiên xác nhận về dòng tiền thì khả năng nó sẽ có những cái nhịp hồi phục ngắn hạn. Tuy nhiên để mà nói về cái điểm mua an toàn thì nó vẫn chưa, nó chỉ phù hợp cho trạng thái có hàng nắm giữ thôi. Hoặc là anh chị nào chúng ta đánh ngắn á, chúng ta có vị thế quanh mức giá 51 nè, thì có thể canh về những cái vùng kháng cự ngắn chúng ta chốt lại bớt ha. Đấy. Dạ rồi, ngoài ra thì chúng ta có một số cái nhóm cổ phiếu như dòng điện có HDG thì hôm nay thanh khoản cũng khá là tích cực, đúng không? Đó, thì cổ phiếu này anh chị mình lưu ý rằng trong giai đoạn sắp tới mình cũng nên cân nhắc cái con này nha. Trường hợp nó tích lũy lại được, tạo biên cân bằng tốt thì mình sẽ tham gia. Nếu anh chị nào chúng ta tham gia ngày hôm nay lấy vị thế là cái phiên khá là chuẩn nè. Đó, còn nếu qua ngày hôm nay nữa thì nó không có chuẩn nha. Đó, bởi vì sao? Anh chị mình thấy nè, cổ phiếu này trước đó nó có giai đoạn điều chỉnh khá là gắt, đúng không? Nó có xác nhận tạo đáy bằng một phiên thanh khoản lớn, sau đó bắt đầu hồi phục tích lũy lại, có những cái yếu tố về dòng tiền xác nhận liên tục đỡ giá trên đường EMA20 luôn. Đó, đúng không? Khối lượng bán ra rất là lớn nhưng mà sao có yếu tố đỡ giá rút chân lên liền. Đấy, cho thấy đây là những cái hỗ trợ rất là tích cực của cổ phiếu nha. Thì con này á, trong cái giai đoạn sắp tới anh chị mình lưu vào cái list quan sát, lưu ý nhé. Có hàng thì vẫn tiếp tục nắm giữ được. Đấy, thì ngoài ra cái xu hướng ngoại trừ những cái nhóm cổ phiếu nó tăng điểm tốt, nó cải thiện về cái mặt thanh khoản, thì ngược lại ở một số cái dòng cổ phiếu nó có hiện tượng rung lắc khá là mạnh. Ví dụ như hôm nay anh chị thấy dòng thủy sản nè, tự nhiên cuối phiên cái bị bán khối lượng lớn. Đấy, đây là một trong những cái tín hiệu cực kỳ rủi ro đối với cổ phiếu. Trường hợp cổ phiếu trước đó nó đã có chu kỳ chạy nước rút rồi, đó, nó bắt đầu chững lại cái đà tăng rồi nè, anh chị thấy nè, khối lượng lớn dần nhưng giá cổ phiếu nó không có tăng quá nhiều. Đấy, thì đây là một cái tín hiệu rủi ro, đúng không? Thì hôm nay xuất hiện một cái phiên uptrend, uptrend có phiên định nghĩa là cái phiên đảo chiều của cổ phiếu á. Đấy, thì anh chị mình có hàng đối với những cái nhóm này, lưu ý chúng ta cần hạ tỷ trọng cho nó an toàn, lưu ý nha. Đó, thì đó là cái vấn đề một số cái mã mid cap, hoặc là như nhóm dầu khí đi chẳng hạn. Thì hôm nay ví dụ như anh chị thấy BVX nè, sáng ra xông xáo tăng rất là tốt luôn. Đó, thì đối với cái dòng dầu khí á, ngày hôm qua giá dầu thế giới nó có tăng điểm nhẹ, tuy nhiên thì hôm nay nó cũng cộng hưởng bởi cái yếu tố tin tức này nè anh chị. G7 cam kết gia tăng trừng phạt, gia tăng trừng phạt Nga, giá dầu tăng. Đó, thì nó cũng được support bởi cái yếu tố tin tức này, thì thành ra là mở phiên sáng luôn. Anh chị sẽ thấy cái tình trạng FOMO rất là rõ của cổ phiếu, tăng điểm rất nhanh. Đó, tuy nhiên thì sao? Cuối phiên lại có yếu tố hạ nhiệt trở lại. Đấy, thì thành ra có phải ai mua mua đủ cho phiên sáng là chúng ta lỗ ngược trong phiên chưa? Hàng chưa về T0 đã lỗ rồi. Đó, thì thành ra anh chị mình lưu ý là hạn chế cái tình trạng FOMO trong cái giai đoạn này.
nha. Hiện tại là VN Index nó vẫn chưa có thực sự ổn định. Đó, nó vẫn còn dao động khá là lỏng như anh chị thấy nè, thủy sản nè, tự nhiên đâu đó lăn đùng ra sàn cái rất là lỏng luôn, đúng không? Đó, nó cũng một khi mà cái nhóm cổ phiếu mid cap ví dụ như thủy sản đi nó giảm sàn thì nó cũng sẽ sao gọi là tác động đến những cái nhóm cổ phiếu nhỏ lẻ khác, mid cap khác đấy. Thì thành ra anh chị mình lưu ý trong giai đoạn này biên độ dao động của FNI nó còn khá là lỏng lẻo, nó chưa có những cái sự xác nhận về cái dòng tiền bùng nổ, sự xác nhận về tạo đáy hay, thì thành ra chúng ta hạn chế FOMO sớm, quá sớm đối với một số cái nhóm dầu, một số cái nhóm cổ phiếu như là dòng dầu khí nha. Em đã có chia sẻ với anh chị mình về việc là cái nhóm này nó cần phải tạo biên tích lũy lại chứ chứ nó chưa thể tăng ngay đâu, nên là anh chị mình cũng hạn chế vào sớm đối với cái dòng này nha. Đừng thấy nó tăng mà nói nó mạnh quá thì chưa phải rồi nha. Cổ phiếu này thì nếu tích lũy lại được nó cũng sẽ có tạo ra cái dư địa phía sau chứ không phải là nó chết ngay luôn, nên là anh chị mình lưu ý nếu mà nó đạt về cái điều kiện thì em sẽ lên video chia sẻ với anh chị ha, hoặc là hướng dẫn anh chị mình cái điểm mua sao cho nó an toàn nhất, nó tốt nhất. Dạ rồi, quay trở lại một chút về cái nhóm cổ phiếu dòng ngân hàng đi. Đó thì anh chị thấy là hôm nay dòng ngân hàng chúng ta có một số cái mã như VIB nó kéo trần, đúng không? Thì cổ phiếu này nó xác nhận tạo đáy nè, có cặp stopping nè, thì bắt đầu cái quá trình hồi phục. Thì đây có thể xem là cái điểm spring của cổ phiếu anh chị nha. Đó, cổ phiếu này thì khả năng nó sẽ chạm tới những cái ngưỡng như đầu tiên là bắt đầu MA20 là nó sẽ làm sao gặp cái áp lực nhất định. Thì anh chị này chúng ta đánh ngắn cổ phiếu VIP thì lưu ý là lên tới đây chúng ta chốt bớt nha. Còn để mà nói tham gia cái dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại chưa á, thì anh chị mình lưu ý là ở những cái nhịp mà cổ phiếu nó tăng điểm tốt như thế này, đồng ý là cái dòng tiền nó vào một cách rất là đồng loạt. Tuy nhiên, đây là cái tín hiệu cho chúng ta xác nhận là gì? Trong cái giai đoạn tới nó vẫn sẽ còn những cái dư địa tăng giá tiếp theo. Vì vậy là nếu cái phiên ngày hôm nay anh chị nào chúng ta không lấy vị thế được thì chúng ta cũng không cần phải quá tiếc nuối hay còn gọi là chúng ta sợ bỏ lỡ cơ hội á, lưu ý ha. Bởi vì trường hợp những cái dòng này nè nó xác nhận cái dòng tiền vào đúng không, thì giai đoạn sắp tới nó cần phải có những cái nhịp tích lũy trở lại. Bởi vì sao? Dòng này là cái dòng kênh dưới đi lên đó. Ví dụ như cổ phiếu CTG thì anh chị mình thấy nè, hôm nay tăng điểm rất tốt, thanh khoản cải thiện, nhưng mà sao cũng đâu có đóng cửa được cao nhất phiên đâu, bị bán ngược nè, đúng không? Thì thành ra cái lực bán nó còn trên này. Quan trọng là sao, dòng tiền có xác nhận rồi, có cầu vào rồi, tốt rồi, thì trong giai đoạn sau nó tái tích lũy lại được, nó phản ứng tốt với cái vùng kháng cự thì mình vẫn có thể xem xét giải ngân, đúng không? Nói vậy đó là đối với cổ phiếu CTG ha. Liên Việt nè, sáng ra tự nhiên giảm sàn phát xong cuối phiên kéo gần trần luôn, nhìn chung đánh khá lỏng lẻo ha. Đó, thì cổ phiếu này cũng không có nằm trong cái list mình quan sát đâu. Ví dụ như BID là cổ phiếu trụ này, hôm nay nó tạo một cái phiên đảo chiều trong ngắn hạn khá là tích cực. Đấy, thì thành ra là đối với BID á, anh chị mình lưu ý là sắp tới toàn bộ những cái vùng từ 33 trở lên sẽ là những cái vùng kháng cự dày của cổ phiếu. Cổ phiếu này nó cần phải tạo một cái biên tích lũy đủ tốt thì nó mới có thể vượt được ha. Cái cách đánh của tổ chức đối với cổ phiếu BID này nó tương đối là chậm. Ừ. Nên là anh chị này chúng ta muốn canh BID á thì chờ thêm ha, chứ cũng đừng có vào quá là vội đối với cổ phiếu này. Hoặc là như hôm nay chúng ta có STB nè, đúng không? Cổ phiếu dẫn dắt tăng khá là tích cực, đạt về cái mặt thanh khoản, đạt về cái biên độ giá tăng điểm luôn. Đó. Thì đối với cái cổ phiếu này em có chia sẻ với anh chị mình là gì? Vì cổ phiếu nó tạo cái form mẫu hình hai đáy, đúng không? Đó, thì khả năng là cổ phiếu này lên tới đây nó sẽ gặp cái áp lực bán nhất định nè. Lên tới những cái vùng giá 23 nè. Đó thì anh chị mình lưu ý. Nếu cổ phiếu này vượt cái vùng 23 với cái khối lượng lớn, chúng ta có thể hoàn toàn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu nha. Trường hợp ngày mai nếu con này cứ nhúc nhích cái đà tăng á mà thanh khoản nó không đạt á, thì anh chị nào có hàng STB mắc kẹp ở những cái vùng phía trên á thì có thể canh hạ tỷ trọng dần nha. Còn nếu mà nó tăng điểm mà khối lượng vào đạt thì chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ. Còn chiến lược dài, đối với cái chiến đó là cái chiến lược ngắn hạn nhé. Còn chiến lược dài thì em vẫn ưu tiên nắm giữ cái dòng ngân hàng đó. HD Bank cũng bùng nổ khá là tích cực ha, hoặc là như là
ACB nè, ACB thì cái xu hướng nó đẹp nhất cái dòng ngân hàng luôn anh chị. Giảm ít, cân bằng hai đáy tốt, không có yếu tố thủng đáy, hồi phục tích cực. Thì cổ phiếu ACB nó phù hợp cho anh chị này chúng ta yêu thích đánh dài hạn nhé. Em có chia sẻ khá là nhiều qua qua mỗi video của em rồi. Đó. Còn MB Bank thì anh chị mình lưu ý là hôm nay nó lắp được cái vùng gap trước đó nó mở này, đúng không? Tuy nhiên cổ phiếu này cái lực của nó em đánh giá trong cái giai đoạn này nó yếu hơn so với mã STB. Đấy, thì thành ra cái con này anh chị mình lưu ý là nếu mà nó có những cái nhịp hồi về cái mốc giá 27 thì chúng ta sẽ ưu tiên cơ cấu nó trước, đúng không? Và chúng ta sẽ đảo qua những cái mã cổ phiếu nó có xu hướng mạnh hơn. Ví dụ như STB nó vẫn duy trì cái phong độ tốt trong cái ngày hôm nay thì chúng ta sẵn sàng dịch chuyển qua. Ha. Còn nếu ai chiến lược nắm giữ dài hạn thì như em có chia sẻ vẫn có thể nắm giữ được luôn. Đấy. Dạ rồi, thì đó là một số cái chia sẻ của em trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng là nó có thể giúp ích được anh chị mình trong cái quá trình đầu tư. À, thêm một chút nữa thì chúng ta đi phân tích cái nhóm trụ đi. Thì hôm nay cũng là một trong những cái nhóm cổ phiếu nó duy trì cái sắc xanh khá là tốt. Đấy, thì hôm nay chúng ta có ví dụ như gas nè. Anh chị thấy gas thì hôm nay neo giữ chỉ số là chính, đúng không? Nhưng mà bản chất thì anh chị mình thấy con này nó tạo được cái vùng biên tích lũy khá là đẹp. Hôm nay đạt về cái mặt test cung rồi nè. Thì thành ra ngày mai cổ phiếu dễ có những cái nhịp bùng nổ lắm nha, bùng nổ về dòng tiền á. Đó, một cái nhịp đẩy nền lên. Đó thì anh chị có hay chúng ta quan sát gas nhé, nắm giữ tiếp tục được. Hoặc là một số cái mã như FPT. FPT thì sau khi chia cổ tức hôm nay cổ phiếu nó cũng có những cái sự cải thiện về cái mặt thanh khoản, đúng không? Đây cũng là một trong những cái yếu tố tạo hiệu ứng cho cái nhóm bán lẻ. Thì ngày hôm qua là chúng ta có B&G tăng điểm khá là tốt. À, hôm nay thì B&G chỉnh lại cái đà tăng và nó nhường vị trí sang cho FPT. Đó, thì đối với FPT anh chị lưu ý là cái vùng giá trên này nè. Đó, từ cái vùng 90 trở lên đó, là những cái vùng cổ phiếu nó sẽ gặp những cái áp lực bán nhất định nha. Bởi vì anh chị thấy nè, rủ cái vùng 94 chấm x hai lần cổ phiếu nó không vượt được rồi thì thành ra là khá là nhiều nhà đầu tư còn kẹp trên cái vùng này, thì thành ra anh chị mình đợi cho nó về những cái vùng 94 xem nó phản ứng như thế nào thì nó mới tạo ra được cái điểm mua ha. Còn hiện tại chưa nên vào sớm đối với FPT. Hoặc là một số cái mã như là MWG nè, đấy nó cũng tạo biên cân bằng khá là tốt, thì kỳ vọng khả năng ngày mai cổ phiếu này nó sẽ có những cái nhịp bứt về vùng giá 75 chấm x ha. Hoặc là một số cái mã như Masan đi chẳng hạn, nó thì anh chị thấy là cổ phiếu có yếu tố test hai đáy nâng đáy đi lên, đúng không? Hôm nay là một cái phiên có những cái sự cải thiện về thanh khoản thì rất có khả năng ngày mai đây là một trong những cái mã cổ phiếu nó duy trì cái đà tăng cho VN Index. Đấy, là anh chị mình lưu ý ha. Đó thì dòng trụ có một số cái mã như thế. Dạ rồi, thì em cũng xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã dành thời gian quý báu ra theo dõi đến hết video này, và hẹn gặp anh chị mình ở những cái video tiếp theo.